vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ sẽ là phần lựa chọn của Duy Quỳnh. Quỳnh sẽ giúp Khanh lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo bước lên sân khấu. Dạ, ở đây có hai người đàn ông lịch lãm và một người đàn ông hot boy nổi loạn. Dạ, thì em sẽ giữ hai người đàn ông lịch lãm lại. Em sẽ cho hot boy lên trước. Em mời anh Quang Hà. Anh Quang Hà sẽ là nghệ sĩ tiếp theo. Dạ, bây giờ chúng ta sẽ biết hai ca khúc mà anh Quang Hà mang đến chương trình là gì nè. Vâng, vì là Song Ca Giấu Mặt nên là Hà sẽ chọn hai bài hát, đều là hai tác phẩm Song Ca đã nổi tiếng. Một bài hát đó là Vị Ngọt Đôi Môi, bài thứ hai đó là nhạc phẩm Xin Lỗi Anh. Anh Quang Hà sẽ hát bài nào trước ạ? Hà nghĩ rằng sẽ hát bài Vị Ngọt Đôi Môi trước. Bây giờ sẽ là thời gian 10 giây dành cho anh Quang Hà. Dạ. Mời anh Quang Hà nhấn nút chọn. Anh đã chọn căn phòng số 5. Có ý nghĩa gì không anh? Vì Ngọt Đôi Môi này của Hà sẽ được làm mới trong một cái nền nhạc nó rất là nhanh. Hà nghĩ rằng bạn số 5 sẽ hợp lý. Bây giờ sẽ là tiết mục Vị Ngọt Đôi Môi, mời quý vị thưởng thức. Trong tình yêu làm sao biết ai luôn chân thành, trong tình yêu làm sao biết ai hay lừa dối. Xin hãy cứ yêu đừng nên bối rối, trái tim tự tìm ra lỗi, bước qua gian dối người ơi. Anh nhìn em cứ thế trong đây, mắt em dịu dàng. Em nhìn anh một trời hoa bướm lung linh tỏa sáng. Muốn nói thế nhưng cần chi phải nói, hãy nghe lòng ta khẽ khẽ hát câu yêu chỉ một người. Khi thời gian như đứng yên lại, quá điên dại, ôi chiếc hôn nồng giữa hơi thở để mê ngây ngất đắm say vị ngọt đôi môi. Cho dù may vật đôi sao rời, trái tim này cũng chỉ một người. Dù phải chịu trầm luôn muôn nghìn kiếm, vẫn yêu một mình em thôi. Tim này cũng
chỉ một thời, dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình em thôi. Dù phải chịu trầm luân muôn nghìn kiếp vẫn yêu một mình em thôi. Yeah. Bài chuyển tâm khó dữ. Thưa quý vị, bây giờ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều ạ. Và bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em xin chào tất cả các khách mời ngồi đây ạ. Em xin chào các khán giả ở trường quay cũng như đang theo dõi chương trình. Em tên là Khánh Huyền ạ. Xin chào Khánh Huyền. Bạn đến từ đâu? Dạ, em đến từ Hà Nội ạ. Hiện tại đến bây giờ em là ca sĩ tự do ạ. Ngày hôm nay bạn cảm thấy như thế nào khi được song ca với anh Quang Hà? Dạ, đây là lần đầu tiên em song ca. Cũng hơi run ạ. Có hạnh phúc không nào? Dạ, rất là hạnh phúc. Tại vì Khánh cảm thấy anh Quang Hà thật sự hỗ trợ cho bạn trong tiết mục này. Vì mình là cái người bổ trợ mà, thế nên thôi thì mình chấp nhận cái vai trò là thôi hát lép vế một chút xíu và đưa tất cả những câu hát hay nhất, những quãng đẹp nhất cho Khánh Huyền. Còn bản thân Hà thì Hà nghĩ rằng là Khánh Huyền là một ca sĩ trẻ, một cái giọng hát cũng khá là nội lực. Thế nhưng mà đôi khi lên sân khấu còn hơi rụt rè một chút xíu. Cảm ơn chia sẻ của anh Quang Hà rất nhiều. Chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Anh thấy thì giọng của Huyền rất là quyện với lại giọng của anh Quang Hà, bởi vì cái màu giọng và cái phong cách hát, cái cách nhả chữ hay làm cái bài hát đó, nó gắn kết với nhau. Nhưng mà anh muốn là trong cái bài hát này, từ cái nội dung đến cái tiết tấu của nó, là nó phải cho người ta cảm thấy được cái sự đê mê, cái sự say mê trong đó. Anh tiếc là hồi nãy Huyền ở trong đó nên Huyền không có thấy được cái phản ứng mà Quỳnh đã tạo ra với lại cái bạn trai số 2 á. Nó say mê lắm. Không, nhưng mà anh phải thông cảm là tại vì Huyền có nói là đây là lần đầu tiên Huyền song ca luôn. Lần đầu tiên. Đó. À, cho không nên... sao em, dạ. Lần đầu tiên thì không sao. Ngoài lý do đó ra thì còn áp lực nào khác không? Khánh Huyền. Dạ, đừng chứ mọi người. Bạn không thể nở một nụ cũng... cười tươi như thế hoài được đâu. Cười là có nhiều anh chết mê chết mệt đấy. Điển hình như anh Nguyễn Hoàng Duy. Ấy chết anh. Vợ anh hay xem chương trình, vợ anh thấy là anh lại bị cấm túc không có được cho tiền ăn sáng đấy. Nghiêm túc mà nói thì anh rất là thích giọng của Huyền. Hôm nay anh có cảm giác Huyền hơi bị nhát. Giá như mà em mạnh dạn em song lên một phát là cả hai người song ca thì rất là hay. Vì anh cảm thấy là bên trong em cái nội lực nó vẫn còn rất là nhiều. Và có những lúc khoảnh khắc thôi, có những khoảnh khắc đâu đó em quên mất rằng là tất cả mọi thứ em gạt bỏ hết, thì em hát những cái đoạn rất là hay. Hoặc có thể đây không phải là sở trường của Khánh Huyền. Dạ, yeah. Yeah, đúng rồi. Trong đúng số rồi, 8 bài hát bạn phải tập thì đây có phải là ca khúc nặng nhất không? Dạ, thật ra thì trong 8 ca khúc mà em tập thì em có thích ca khúc Chiếc Khăn Gió Ấm hơn ạ. Và bạn mong muốn được diễn bài đó nhất. Ồ, là lên chơi đó là rồi. Hai người rụt rè là hợp rồi. Chắc chắn là của nhạc sĩ rồi. Bây giờ bạn hát tặng anh Nguyễn Văn Trung một câu đi nào. Hãy cho anh đêm lung linh và tiếng sóng nơi bé lắc, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm, để em thấy chẳng hề cô đơn, để em thấy mình gần bên nhau, để em vững tin và tình yêu hai chúng ta. Trời, em thấy anh Trung anh ấm toát mồ hôi luôn nè anh. Trung hôm nay có mang theo cái khăn nào không? Anh giống như là một cục đá lạnh. Nếu mà anh Quang Hà là một nhóm lửa thì anh là một cục đá lạnh mà em đã làm anh tan chảy luôn. Và anh có ước gì hồi nãy không? Là mình đã bấm với lại Khánh Huyền để mình cùng song ca bài này. Không, tại anh chưa tới lượt đó. Anh xui rồi. Thôi, do anh xui thôi. Vâng ạ, một lần nữa hãy dành một tràng pháo tay cho cô gái Khánh Huyền. Một tiếng hát rất đẹp và hy vọng rằng bạn sẽ nhận được bình chọn của khán giả thật cao nhé. Bây giờ thì cùng Khanh giải lao trong ít phút trước khi chúng ta quay trở lại chương trình quý vị nhé. Quý vị đang quay trở lại với song ca Giấu Mặt. Bây giờ anh Quang Hà sẽ giúp Khanh lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo lên sân khấu biểu diễn. Nghệ sĩ mà Hà xin chọn tiếp theo đó là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung. Ủa chi sớm vậy? Thì em bảo là em rất là muốn tìm một người hát bài Chiếc Khăn Gió Ấm mà. Không phải bây giờ thì là lúc nào nữa. Thật, anh. Đúng rồi. Trong ngày hôm nay thì anh có mang đến chương trình 300 bài hát thiếu nhi. Anh giúp Khanh chọn ra hai bài hát anh tâm đắc nhất. Nhưng mà
Thôi mình chắc mình chọn hai bài hát về tình yêu đi. Bởi vì đó là những cái bài hát nó, anh nghĩ nó là thanh xuân của anh, và có thể nó cũng là thanh xuân của nhiều bạn. Thì hai bài mang đến cho chương trình là bài Chiếc Khăn Gió Ấm và bài Ngồi Bên Em. Dạ vâng. Và anh Nguyễn Văn Trung sẽ hát bài nào trước? Chắc là anh sẽ chọn luôn bài Chiếc Khăn Gió Ấm là bài hát tiếp theo này. Dạ vâng. 10 giây của anh Nguyễn Văn Trung bắt đầu. Vẫn còn thời gian suy nghĩ. Sáu. Anh Nguyễn Văn Trung đã lựa chọn căn phòng số 6. Có gì đặc biệt ở cô gái này? Anh không biết cô gái nào là cô gái nào hết. Cho nên cho nên anh đã chọn cô gái số 6 là bởi vì cô gái số 6 có một cái dáng vẻ và một cái kiểu tóc nó gợi nhớ cho anh đến một trong những mối tình đầu của anh. Wow. Một trong những mối tình đầu. Sau đó là những mối tình thứ hai. Thưa quý vị, bây giờ là Chiếc Khăn Gió Ống cùng với nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung và người chơi trong căn phòng số 6. Mình có cảm giác mình là một ca sĩ. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng ngồi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao. Tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn. Để em thấy mình gần bên nhau. Để em vững tin vào tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi, ngày mai lúc em thức giấc, nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Và em hãy cười nhiều em nhé, vì em mãi là niềm hạnh phúc của anh mà thôi. Chào em. Chào đồ hợp màu luôn hả? Xinh quá trời. Trong giấc mơ êm đềm gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn nhẹ nhàng uống cho em yên giấc ngủ ngon. Ở bên đây bầu trời thì mưa cứ rơi hừng hờ, để tim em còn cao và da diết trong nỗi nhớ. Dường như em nhớ về anh. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn. Gửi em những ngôi sao trên cao. Tặng em chiếc khăn
trời. Yeah. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Kinh quá. Bây giờ sẽ là thời gian để cho khán giả bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Làm nhớ lại một trong những mối tình đầu. Quý vị khán giả ơi, chúng ta có 10 giây ạ. Xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cô gái này. Chia. Dạ, và lời nói đầu tiên cho em gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị khách mời, quý vị khán giả. Em xin gửi lời chào đến anh Bạch Công Khanh, anh Nguyễn Văn Trung mà. Chú Nguyễn Văn Trung, chú. Dạ, dạ chú. Dạ chú. Anh đi cho trẻ. Là anh à? Dạ, tên của em là Kim Nguyên ạ. Mọi người thường gọi em là Jun Nguyên. Jun Nguyên. Dạ. Anh cảm giác như thế nào khi nghe hồi nãy là anh đã ước gì là được nấy? Anh ước như là một cái ánh mặt trời nó soi sáng, nó sưởi ấm một cái cục đá lạnh, thì anh bây giờ anh đã chảy hết rồi, anh thành nước luôn rồi. Bị bạn làm tan chảy đúng tan không? Tan chảy luôn rồi. Vì cái độ dễ thương này. Dễ thương, năng lượng, yeah, nhiệt huyết, trong sáng, ngây thơ, đáng yêu và xinh đẹp nữa. Xinh đẹp. Và quan trọng nhất là giống như một trong số những người yêu cũ của anh. Yeah. Một trong số những người yêu đầu tiên. Trong tiết mục này thì Hà cảm thấy rằng là nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung có lời. Bởi vì cảm thấy rằng là bạn ấy khoác rũ bỏ toàn bộ những cái gì nó đĩnh đạc, nó chững chạc và nó trở thành một cái rất là hồn nhiên, nắm tay nhau nhảy tung tăng như là học sinh với nhau đó, hai cô cậu mới lớn rất là đáng yêu. Và ngày hôm nay Nguyễn Văn Trung phải cảm ơn em gái, bởi vì em mang một cái năng lượng rất là tích cực và nó xóa tan toàn bộ những cái gì mà Nguyễn Văn Trung đã đặt ra, có như là một cái đĩnh đạc, một cái chững chạc, một cái gì đó nó hơi lạnh lùng một chút xíu. Thì ngày hôm nay trên sân khấu Nguyễn Văn Trung tung tăng. Yeah. Và rất là hồn nhiên. Thế còn anh Nguyễn Hoàng Duy, hồi nãy lúc mà anh Hà nói á, là bé Kim Nguyên mang đến cả một bầu trời tích cực á, là nó xua tan đi cả một bầu trời tiêu cực trong Nguyễn Văn Trung. Hay quá rồi, em tâm đắc câu này nhất ngày hôm nay. Không, không, nhưng mà thực ra là cái này là rất là vui cho bạn Trung luôn á, nghiêm túc luôn. Đúng, đúng. Và thật em cảm nhận một cái thứ nó sâu sắc hơn đối với lại bản thân của Duy á, một cái ca khúc nó hay. Đó là một cái ca khúc mà nó luôn tồn tại ở trong những người khán giả yêu mến nó. Và khi cái ca khúc nó vang lên ở bất cứ một cái thời điểm nào, thì cái người mà đã từng yêu mến nó đó, họ sẽ được sống lại ngay cái khoảnh khắc mà cái lúc họ đã từng yêu mến ca khúc đó. Và ca khúc vừa rồi, cặp song ca vừa rồi, đúng nghĩa là mang Duy quay về với hơn một chục năm trước, lúc mà ca khúc này mới được ra đời. Và cảm giác như là cái sự thanh xuân của Nguyễn Văn Trung cũng đã quay lại, xóa tan đi cả một bầu trời tiêu cực trong cậu ấy. Thế còn Duyên Quỳnh, bạn nghĩ gì? Dạ, em cảm thấy rất là hả dạ. Tại vì lúc nãy anh Trung anh rất là chì chiết em. Khi mà cái bạn nam ở căn phòng của em mở ra, anh không quan tâm. Đúng rồi. Vì anh đang sống trong cái cảm giác cái của cảm một xúc cậu của bé mới lớn, thanh xuân. Và từ đó giờ phiên bản của Kim Nguyên anh nhận thấy như thế nào? Anh muốn có một vài lời gửi đến cho Nguyên. Là anh cảm ơn em. Em thêm được vào cái nguồn năng lượng tích cực của bài hát và cái hơi thở của các bạn Gen Z bây giờ. Cái đoạn rap em viết á, nó làm cho anh cảm thấy là cái bài hát của mình nó có thể sống mãi. Dạ. Yeah. Anh có hài lòng với đoạn rap đó không? Anh rất là thích cái đoạn rap đó. Bạn viết đoạn rap đó, bạn có xin phép tác giả chưa đó? Không cần. Không viết cần hay thì không cần. Bây giờ Nguyên ơi, trong số 8 bài hát á, bạn chuẩn bị thì bạn thích bài nào nữa? Cái khúc Ngồi Bên Em. Ồ. Ngồi Bên Em. Đó là thông điệp từ vũ trụ rồi. Lấy mình hát tiếp luôn hả? Bạn có thể hát thử một câu Ngồi Bên Em. Mình là hai người hát thử luôn đi. Xin mời. Dạ thì em xin phép. Ngồi bên em mãi mãi không rời xa nhé anh, để vòng tay em che chở anh ngày đêm. Chẳng mong thêm điều chi, chẳng mong thêm điều gì, chỉ mong có anh kề bên mãi tươi cười. Hay quá. Một tràng pháo tay nữa cho Kim Nguyên thưa quý vị. Cảm ơn Nguyễn Văn Trung rất nhiều vì đã hỗ trợ cho Kim Nguyên để bạn tỏa sáng trong tiết mục này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với vài phút giải lao trước khi quay trở lại chương trình. Chào mừng quý vị quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Đây cảm là một bạn. Người bạn mình quen từ khá lâu và mình luôn khó chịu vì bạn hát hay hơn mình. Cho nên bây cho giờ nên bạn sẽ phải chọn biểu bạn. Diễn thôi. Cảm ơn Trung. Anh sẽ cho chúng tôi biết anh mang đến hai bài gì. Bây giờ anh chơi khác mọi người xíu được không? Anh chọn số rồi anh nói bài hát được không? Dạ, anh có quyền đó.
Rồi, ok. Thời gian dành cho Nguyễn Hoàng Duy bắt đầu. Ba, nhấn nút đi ạ. Anh đã lựa chọn căn phòng số 4. Tại sao lại là căn phòng số 4 ạ? Thì anh là người thứ tư hát thì anh chọn số 4. Cho nên chọn căn phòng số 4 luôn hả? Đúng rồi, dạ. Vậy thì bây giờ anh sẽ hát với người chơi trong căn phòng số 4 ca khúc gì ạ? Đây là một cái ca khúc theo anh được nhớ thì chưa có bản song ca. Wow. Dạ, nhưng mà đây là một cái sáng tác mà anh rất là thích của nhạc sĩ Khắc Hưng và đã từng được ca sĩ Mỹ Tâm thể hiện rất 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 là thành công. Bài gì vậy anh? Đó là ca khúc Người Hãy Quên Em Đi. Người Hãy Quên Em Đi. Đó là ca khúc đầu tiên anh biểu diễn. Nhưng dạ, mà bây giờ anh tiết lộ thêm ca khúc thứ hai đi ạ. Một cái sáng tác của một người nhạc sĩ mà anh rất là yêu mến, đó là anh Võ Thiền Thanh, ca khúc Bóng Mây Qua Thềm. Bóng Mây Qua Thềm. Và bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức Người Hãy Quên Em Đi trước, cùng với tiếng hát của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy và người chơi trong căn phòng số 4. Giờ là thời gian để cho chúng ta bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. Xin mời quý vị.
ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này nha. Vâng ạ, và lời nói đầu tiên thì cho em xin gửi tới lời chào trân trọng nhất tới Anna Bạch Công Khanh, anh Nguyễn Hoàng Duy là người bạn song ca của em trong ngày hôm nay, tới ba vị khách mời cũng như tất cả mọi người có mặt trong buổi quay ngày hôm nay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Em xin tự giới thiệu, em tên là Anh Thuy ạ. Rất anh lạ. Anh Thuy luôn. Đứng bên cạnh anh Duy. Anh Duy. Rất là hợp lý luôn anh nhỉ. Nghiêm túc mà nói nhé, anh Thuy hát rất là hay và rất là cá tính. Và có một cái điều nó quan trọng hơn khi mà song ca á, thì cái người bạn cùng song ca với mình á, là cái người sẽ tiếp lửa cho mình mà sẽ thổi cho mình một cái hồn, một cái làn gió. Hôm nay anh đã rất cố gắng để mà anh nẹp vào người một cái bộ vest, tại vì vợ anh biết là đôi khi anh hơi bị nhoi á, nên là vợ anh hôm nay sắm cho anh bộ đồ này để anh mặc, anh thực là nẹp lại cái cá tính của anh á. Nhưng mà khi nghe bạn hát một đoạn thôi là em cảm thấy là em anh... muốn xuống em thay luôn một bộ đồ giống như vậy cho nó ra đúng kiểu của em hơn. Hay lắm em, chúc mừng em nhé, tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Hoàng Duy. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của anh Nguyễn Văn Trung. Nói gì bây giờ? Một tiết mục quá hay. Đây không phải là một cái sự hỗ trợ của khách mời dành cho bạn người chơi, mà đây là một tiết mục biểu diễn. Bản thân anh không phải là một người hay viết bossa nova, nhưng mà anh tự nhiên anh bị cuốn theo cái tiết tấu và cái cách biểu diễn của hai bạn. Xin ôm Nguyễn Hoàng Duy một cái để lấy vía hát hay ạ. Thiệt không? Thiệt mà. Bluetooth nha, Bluetooth. Bluetooth. Tháng này mình bao bạn ăn sáng và cà phê nguyên tháng nha. Ok. Thế còn Quang Hà anh nghĩ gì? Về tiết mục Người Hãy Quên Em Đi này thì Duy và anh Thuy mang đến cho khán giả một cái tiết mục nó đặc sắc, nó chuyên nghiệp. Đúng. Nó làm cho người ta cuốn hút theo bởi sự say đắm và đam mê, và mọi người có thể đứng nhên lên nhảy và hò hét theo. Và hai bạn có một cái sự ăn khớp với nhau từ chất, từ giọng hát cho đến cái cách nhả chữ và cách giao lưu với nhau, thành thử ra là nó như một bộ đôi song ca với nhau rất là ăn ý. Cả hai bạn đều là hai ngôi sao đang tỏa sáng trong phần trình diễn của mình. Cảm ơn anh Hà. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Anh Thuy ơi, bài hát này có phải là bài hát mà bạn yêu thích nhất trong số 8 bài hát mà bạn phải tập không? Em rất là ít khi được diễn các ca khúc mà sôi động trên sân khấu thế này. Nghĩa là bình thường bạn hát dòng nhạc khác hả? Vâng ạ, thiệt ra thì bình thường em hát dòng nhạc ballad ạ. Vậy thì trong 7 bài còn lại bạn hát được bài nào tặng cho chúng tôi ngay bây giờ không? Từ lúc nãy thì em nghe được chị Dương Quỳnh, thì chị có chọn ca khúc thứ hai là Cô Gái Đến Từ Hôm Qua. Và trước khi mà chị song ca với người chơi tiếp theo, bạn chơi tiếp theo, thì em xin phép được hát một vài câu trong đoạn đó để gửi tới chị cũng như tất cả mọi người có mặt ngày hôm nay được không ạ? Tình yêu đâu trôi xa sớm để lại, và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại, và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường. Dường như là vẫn thế em không trở lại, mãi mãi là như thế anh không trở lại. Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảnh khắc của chúng ta. Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em, cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài, và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua. Một tiếng hát rất đẹp và hy vọng rằng bạn sẽ nhận được bình chọn của khán giả thật cao nhé. Thưa quý vị, và đây cũng là tiết mục sau cùng của phần 1 rồi. Đến đây thì chương trình Song Ca Giấu Mặt xin phép được khép lại. Tính cho đến thời điểm hiện tại thì trong 4 người chơi đã lộ diện, có một người nhận được 93% là bình chọn của khán giả tại trường quay. Và đây các cô gái và các chàng trai chuẩn bị. Các vòng 4, 8. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức ca khúc Vòng Cổ Buồn với phần thể hiện của diễn viên Minh Luân cùng với người chơi trong căn phòng số 8. Đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp
sông lang ai quán khúc tơ lòng. Như tiếng lòng chim huyền đang đón gió thu về. Thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với anh Minh Luân. 10 giây của quý vị bắt đầu. A là lựa chọn, B là không lựa chọn. Minh Luân hy vọng rằng là hãy bấm A nha, ủng hộ cho em gái rất là dễ thương. Thời gian bình chọn đã kết thúc ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Hãy cùng Khanh làm quen với cô gái này nha. Và lời đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến 4 khách mời, cũng như là anh MC Bạch Công Khanh và tất cả quý vị khán giả trong trường quay và khán giả đang xem truyền hình ạ. Xin chào bạn. Dạ, em tên là Dương Ánh ạ, và em đến từ vùng quê mênh mông cánh đồng lúa Thái Bình ạ. Xin chào Dương Ánh.
Tiếng hát của bạn với riêng cảm nhận của Khanh nó giống như là một dòng nước chảy rất là êm dịu, rất róc rách, nhưng mà lại gọi là khiến người ta lưu luyến hoài. Không biết anh Minh Luân có cảm thấy như vậy không? À, anh thì anh thấy hình như là đang làm khó Ánh rồi. Nhưng đúng. Nhưng mà Ánh hát cũng rất là hay, rất là truyền cảm, đúng không quý vị? Dạ, em... Đây là chọn A rồi nha. Em cũng nghĩ là đây là một cái trải nghiệm mới của em, nên là em luôn sẵn sàng để thử nghiệm những cái trải nghiệm mới. Mà đặc biệt đây là ca khúc của một nhạc sĩ em rất là thích, đó là nhạc sĩ Minh Vi ạ. Dạ, thế thì bình thường Ánh hát dòng nhạc nào? Dạ, bình thường thì em sẽ hát dòng nhạc em thích nhất, đó là Huế và Bolero ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện với ba khách mời. Bài hát vừa rồi là rất là ngọt ngào và Thiên thấy rằng là anh Minh luôn rất là thân thiện ấy. Hát với ai cũng cảm giác cho cái người bạn diễn của mình cái sự ấm áp và biểu diễn kiểu rất là ăn ý với nhau ấy. Có cái sự tung qua hứng lại rất là hay. Và cái giọng hát của anh luôn cũng vậy, cũng rất là trầm ấm và nó làm cho người ta sao lòng. Và đến khi Dương Ánh bước ra hát những câu hát đầu tiên thì Thiên cũng cảm giác như vậy. Trong cái bài vừa rồi thì Thiên lại thấy là anh cũng rất là hợp với cái kiểu dân ca miền Nam này. Thiên rất là bất ngờ. Mà hôm nay có một cô gái hát dân ca, hát bolero thì cũng rất là thú vị. Và thì em cũng rất là thích cái phần biểu diễn vừa rồi. Em cảm ơn anh Quốc Thiên. Cảm ơn chia sẻ của anh Quốc Thiên. Không biết Tuấn Nghĩa bạn nghĩ sao? Nghĩa vẫn cứ nghĩ là anh là người miền Tây hay là người ở trong Nam. Cho đến khi mà bạn ấy nói tiếng Bắc. Thế mà... anh lại cho Nghĩa một cái cảm giác như người miền Nam hát rất có nhiều người, có nhiều ca sĩ miền Bắc hát cải lương cũng rất hay luôn, Thiên biết điều đấy. À, giọng của anh Luân thì không thôi không nói làm gì nữa rồi. Em lại ấn tượng cái đoạn mà anh đón bạn ấy xuống. Thường là đang mặc vào áo vest đuôi tôm á. Tạo cho cái nhiều khi tạo cho bạn Ánh cảm giác thoải mái hơn đúng không, thân thiện. Dạ đúng rồi. Thực ra thì Minh Luân cũng biết là mình cũng đàn anh của Ánh, thì một người đàn em mà để muốn gắn kết với một người anh thì mình là cái người anh, mình phải là cái người mà có một tín hiệu trước, làm cái gì cho bạn ấy cảm thấy dễ chịu nhất, thấy gần gũi nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người đàn ông từng trải qua biết bao nhiêu cuộc tình. Trời ơi, anh ấy có khóc không khi nghe vọng cổ buồn? Không, anh cười anh Tiết kìa. Cương. Thật sự thì Tiết Cương cũng rất bất ngờ về bạn Ánh, bởi vì Tiết Cương là một người con của miền Tây và đã nghe rất rất nhiều những ca sĩ nữ của miền Nam và miền Tây hát. Nhưng khi bạn Ánh hát thì Tiết Cương không nhận ra được đây là người miền Bắc. Cái đó là thành công của bạn. Và bạn em hát cảm cũng ơn rất anh là... ạ. Rất là, nói chung là rất là ngọt ngào, đúng chất miền Tây Nam Bộ. Cái cách hát của bạn thì nó rất là hay, nhưng mà cái trình diễn thì nó chưa tự nhiên lắm. Chắc có lẽ là gặp anh Minh Luân đẹp trai quá, em bị khớp hay sao? Diễn chung với anh Tiết Cương là cảm tự nhiên hơn. Có thể. Ngoài ca khúc mà bạn vừa hát với anh Minh Luân thì các ca khúc còn lại bạn thích nhất ca khúc nào? Dạ, ca khúc mà em thích nhất là ca khúc Một Lần Giang Dở. Nhưng mà tiếc quá hôm nay mình không được hát. Nhưng mà bây giờ hát một câu đi. Khi mới quen nhau em hay nắm tay anh dặn dò, cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang. Đã thương nhau thì mình sắt son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai. Trời ơi! Cương ạ! Và Khanh hy vọng rằng tất cả quý vị khán giả tại trường quay sẽ dành cho cô ấy phần trăm bình chọn thật cao quý vị nhé. Còn bây giờ thì Khanh mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục đến với vài phút giải lao trước khi tiếp tục chương trình. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Tiếp theo Khanh mời anh Minh Lương sẽ lựa chọn nghệ sĩ lên sân khấu biểu diễn. Thì thôi em xung phong. Vậy thì anh sẽ chọn Tuấn Nghĩa. Tuấn Nghĩa ơi, ca khúc còn lại của bạn là Như Những Phút Ban Đầu. Và Khanh hy vọng rằng Tuấn Nghĩa sẽ chọn được một người chơi ăn ý với bạn nhất trong ca khúc này nhé. 10 giây, bắt đầu. Xin mời Nghĩa nhấn nút, chọn. Bạn đã chọn căn phòng. Biết ngay mà. Bây giờ chúng ta sẽ thưởng thức Như Những Phút Ban Đầu với tiếng hát của Tuấn Nghĩa và người chơi trong căn phòng số 5. Số 5.
Dù cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong manh mãi nơi đây, dù nỗi đau theo muôn ngàn kiếp sau, ta vẫn yêu một lần và mãi mãi. Này người yêu hỡi, xin tan trong vòng tay, giữ chặt nhau cho yêu dấu đông đây. Nếu thời gian tìm lại nơi giờ là 10 giây dành cho quý vị. Xin mời. Thời gian bình chọn dành cho quý vị khán giả tại trường quay đã kết thúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với chàng trai này nhé. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh Khanh ạ. Lời nói đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến anh Nghĩa, các vị ca sĩ khách mời, khán giả tại trường quay cũng như là khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ của chương trình Song Ca Giấu Mặt. Dạ, em tên là Văn Thảo và hiện tại em đang sinh sống tại Bình Dương ạ. Khanh chào Văn Thảo, công việc chính của Văn Thảo hiện tại là gì? Dạ, công việc chính của em là em làm văn phòng ạ. Và bữa tối thì em có đi hát thêm một số các tụ điểm của Ascotic ạ. Bây giờ chúng ta sẽ trò chuyện nhiều hơn về tiếng hát của Văn Thảo. Khanh xin mời các khách mời ạ. Tự dưng không biết sao thấy em ấy khớp ngay cái thời điểm không, đầu. Anh nghĩ đó là bởi vì đây là lần đầu tiên hai bạn song ca với nhau. Có một phần hình như là bạn ấy cũng đang hơi có một chút hồi hộp. Tin thấy câu đầu tiên bạn vô rất là mềm, rất là tình cảm. Sao càng ngày em càng lại mất đi cái đấy? Dạ thật ra thì em hát với anh Nghĩa thì em rất là run. Anh Nghĩa vậy là anh Nghĩa bớt múa lại để cho anh khỏi hồi hộp. Anh người ta vừa xuống cái anh múa một đường rồi người ta lại hồi hộp hơn. Thảo ơi, trước đây bạn đã từng tham gia một cuộc thi hát nào chưa? Dạ trước đây thì em chưa từng tham gia. Thế đây có phải là sân khấu lớn đầu tiên bạn đứng biểu diễn không? Dạ đây là lần đầu tiên của em ạ. Wow. Thế thì là hồi hộp đúng rồi. Thế là chuyện đương nhiên rồi. Và khi xem hai bạn biểu diễn thì Tiết Cương có cảm giác như là chìm đắm vào trong câu chuyện của hai bạn. Hai bạn rất là truyền cảm và rất là hút khán giả. Bạn Văn Thảo với giọng hát của bạn thì tôi cảm thấy bạn rất là đáng yêu. Và cứ giữ như vậy nha. Và thật sự là tôi rất thích tiết mục này. Cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn chia sẻ của các khách mời. Trong số 8 bài hát mà bạn chuẩn bị á, thì bạn thích nhất ca khúc nào? Em thích nhất ca khúc Trả Nợ Tình Xa. Có vẻ như bài hát ngày hôm nay của anh Tiết Cương đánh đúng tâm lý của quá nhiều người. Đúng. Bây giờ bạn có thể gửi tặng cho chúng tôi một câu trong Trả Nợ Tình Xa được không? Trả hết cho người, trả luôn mắt môi nụ cười, trả xong đời còn hư không. Khanh nghĩ rằng với bài hát nào thì tiếng hát của bạn cũng hay hết á. Bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta sẽ tiếp tục giải lao trong ít phút trước khi quay trở lại chương trình. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ sẽ là sự lựa chọn của Tuấn Nghĩa. Bạn sẽ chọn nghệ sĩ nào tiếp theo? Em chào anh Cương. Từ tuần trước là anh cứ đứng lên ngồi xuống không biết bao nhiêu lần rồi. Nhấp nhổm. Cho nên bây giờ em xin long trọng mời anh lên sân khấu ạ. Nghệ sĩ anh Tiết Cương. Thưa quý vị, và ca khúc anh Tiết Cương sẽ biểu diễn là Một Lần Gian Dở. Chỉ còn có 2 căn phòng nữa thôi. Anh vẫn có 10 giây để suy nghĩ và đưa ra lựa chọn. Thời gian dành cho anh Tiết Cương bắt đầu. Em đã nhường số 6 lại cho anh rồi đấy. Anh cứ mạnh mẽ lên thôi. Mời anh Tiết Cương quyết định. Anh đấy. Chọn căn phòng số 6. Biết ngay mà. Là một cô gái. Hy vọng rằng đây sẽ là một tiết mục thật sức mướt. Xin mời anh. Thank you.
khi nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng. Giữa đường thì cũng xem như chẳng quên. Nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng nói gì nữa à. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là thời gian để cho quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây của quý vị, xin mời. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Bây giờ hãy cùng Khanh trò chuyện với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ. Lời nói đầu tiên cho phép Kim Oanh xin gửi đến bốn vị khách mời, tất cả khán giả đang có mặt tại trường quay và tất cả khán giả xem đài truyền hình một lời mến chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Xin chào Kim Oanh. Anh Tiết Cường, anh có thích tiếng hát này không? Thật sự cái giọng ca của Kim Oanh rất là ngọt ngào và Tiết Cường nghe cảm thấy nói chung rất là coi như là mê đắm trong giọng hát của cô ấy. Đó là suy nghĩ của anh Tiết Cương. Không biết các khách mời còn lại nghĩ sao? Con mắt của anh nó hiếp lại không thấy đường luôn kìa, thấy không? Không thấy đường luôn, anh cười không? Lúc đầu đề nghị chỉ nói vô chuyên môn, không nói chuyện ngoài lề. Không, thật ra là một cái ca khúc mà mình luôn cảm thấy là rất là tròn trịa và nó mang tính giải trí rất là cao. Xin thấy là bé Oanh là một người rất là tự tin đấy. Bước xuống cất giọng lên một cái là chính xác luôn. Rồi cái giọng cũng rất là bắt mic nữa. Cái sự bình tĩnh của em rất là đáng khích lệ, là vì em cũng hòa vào được với cái tinh thần của anh Tiết Cương luôn. Thật sự thì khi hát song ca với Kim Oanh bài này, Tiết Cương thật sự rất là tiếc. Bởi vì Tiết Cương cảm thấy cái bài hát này chưa có đất để cho Kim Oanh thể hiện hết cái nội lực và cái giọng ca của mình. Cảm ơn Kim Oanh rất nhiều và Khanh hy vọng rằng số phần trăm bình chọn của quý vị khán giả tại trường quay dành cho bạn sẽ là một con số mà bạn vừa ý nhất. Còn bây giờ thì hãy cùng Khanh đến với vài phút dễ làm. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Và bây giờ chỉ còn mỗi anh Quốc Thiên là chưa biểu diễn ở phần này. Và anh chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất. Và bây giờ anh sẽ hát cùng người chơi trong căn phòng số 3 ca khúc Nỗi lòng người đi. Mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục này. Khuôn nước trong như ngày xưa.
Sài Gòn. Bao nhiêu tà áo phèn màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu vắng đi trong bụi mù. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiên cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của chàng trai vừa song ca với anh Quốc Thiên. 10 giây bắt đầu. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều ạ. Xin cảm ơn tiết mục rất là tuyệt vời vừa rồi. Xin chào bạn. Em chào anh ạ. Em tên là Bùi Văn Đại, em đến từ Ninh Bình và em xin phép dành lời đầu tiên của mình để gửi lời chào đến bốn vị nghệ sĩ khách mời, đến anh Bạch Công Khanh ạ. Em chào các vị khán giả trong căn trường quay ạ. Rất là may mắn khi chọn được một cái giọng hát rất đẹp, rất cảm xúc đúng không ạ? Rất là già dặn. Chúc mừng em, anh nghe giọng em anh cũng rất là thích, là thú vị nữa. Em có cái giọng màu sắc này, có nhiều cảm xúc trong đấy nữa, và cái chọn cái bài hát mà ngày hôm nay anh chọn cho có lẽ hợp với em đúng không? Em rất là thích đúng không? Vâng. Khanh không biết là công việc hiện tại của Đại là gì? Dạ hiện tại thì em đang làm vị trí trưởng phòng marketing của một nha khoa lớn ở Ninh Bình. Thế thì ca hát chỉ là niềm đam mê thôi sao? Em cũng đã từng đi hát rồi nhưng mà em nghĩ là bản thân mình nó thiếu nhiều cái quá để có thể mình trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp và nổi tiếng. Vì thế nên em vẫn cứ đau đó cái niềm đam mê và em đăng ký vào đây chương trình này, tại vì em luôn có niềm khao khát được đứng trên sân khấu, được hát. Cảm ơn Bùi Văn Đại rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của các khách mời còn lại. Xin mời. Anh thấy Đại thể hiện rất là tốt, cộng thêm một cái sự trợ giúp mà phải nói là hết năng lượng của Quốc Thiên. Phải nói là một cái bài nó quá là tuyệt vời, nhất là cái đoạn cuối cùng, tức là dẫn mọi người giống như là cuốn theo luôn. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Chúc mừng bạn Đại. Và bởi vì chính họ cũng chưa từng tập với nhau, chưa từng gặp nhau lần nào, nhưng sự ăn ý đó đã thuyết phục được tất cả chúng ta. Anh Tiết Cương thấy sao? Thật sự thì cái bài này thì Tiết Cương biết nó lâu lắm rồi. Và hai bạn trẻ thể hiện rất là cảm xúc. Và giọng ca của Đại thì rất là đầy đặn và rất là chuyên nghiệp. Và thưa quý vị, đây cũng là người chơi sau cùng đã lộ diện. Và bây giờ là thời gian để cho chúng ta chờ đợi kết quả cùng với Khanh. Quý vị nhớ đừng rời mắt khỏi màn hình nhé. Đang quay trở lại với song ca giấu mặt. Và bây giờ Khanh mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt lên sân khấu để theo dõi kết quả bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho 8 người chơi sau 2 phần phát sóng. Chúng ta cùng đến với phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay đã dành cho các người chơi. Căn phòng số 1 và tiếng hát Võ Thế Cường. Võ Thế Cường đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 10%. Tiếp theo chúng ta cùng đến với căn phòng số 2 và tiếng hát Mạc Gia Nhi, hay còn gọi là Nhi Nhi. Nhi Nhi đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 95%. Tiếp theo là căn phòng số 3, tiếng hát Bùi Văn Đại. Phần trăm bình chọn của Bùi Văn Đại đã nhận được là 92.
96%. Và bây giờ là căn phòng số 4 với tiếng hát Thanh Nga. Thanh Nga đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 90%. Chúng ta cùng đến với căn phòng số 5, tiếng hát Trần Văn Thảo. Trần Văn Thảo đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là 90%. Bây giờ là căn phòng số 6 với tiếng hát Kim Oanh. Kim Oanh đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay dành cho bạn là 93%. Bây giờ là căn phòng số 7 và tiếng hát Phạm Quỳnh Như. Phạm Quỳnh Như đã nhận được phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay là song đấu của Di Nhi cùng với Bùi Văn Đại và ca khúc Con Đường Màu Xanh. Bây giờ quý vị khán giả tại trường quay cũng sẽ có 10 giây để bình chọn cho hai tiếng hát này. Nếu như chọn Di Nhi, quý vị nhấn phím A. Chọn Bùi Văn Đại, quý vị nhấn phím B. Thời gian bắt đầu. Khán giả tại trường quay rất nhiều và lát nữa đây chúng ta sẽ biết được kết quả. Còn bây giờ thì Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Quốc Thiên, bởi vì đây là hai người chơi đều đã từng song ca với anh trong song ca giống mặt. Thiên rất là vui khi mà hôm nay Thiên may mắn được hát với hai bạn Nhi Nhi và Bùi Văn Đại. Hai bạn đã hát hết sức mình, rất đầu tư vào trong cái tiết mục của mình. Cái điều đấy là cái điều mà Thiên rất là trân trọng. Thiên rất là cảm ơn các bạn. Đại cũng rất là cố gắng. Cái giọng của Đại là đặc trưng là ấm áp ấy, nên là khi mà hát lên người ta có rất là có thiện cảm. Còn Nhi Nhi thì là một cô gái hát rất là chắc chắn. Và chúc mừng hai em.
Đại và Nhi ngày hôm nay nhé. Cảm ơn chia sẻ rất chân thành của anh Quốc Thiên. Trong cái thời gian ngắn thôi, Nhi đã xử lý được rất là tốt. Mình không có nằm trong cái vùng an toàn mà thoát ra cái vùng an toàn luôn, mà có thể feel được cái điều đó. Tôi xem hai bạn hát mà tôi cảm giác như là đây không phải là tiết mục hai bạn mới vừa tập. Cảm giác như hai bạn đã hát chung với nhau rất là lâu rồi, rất là tự tin. Theo cái ý kiến riêng của em ấy, thì ca khúc này Đại hát rất là tốt. Về Nhi thì em hát em rất là tự do. Rồi em bè nữa, em bè cho Đại. Rồi xong là em cũng rất là chủ động trong cái phần hát của em. Dạ, cảm ơn những chia sẻ rất khác nhau của các khách mời. Và bây giờ khách mời quý vị, chúng ta cùng hướng mắt về màn hình chính để theo dõi kết quả. Chúng ta có hai con số là 51% và 49%. Giọng hát giành chiến thắng là giọng hát nhận được 51%. Xin chúc mừng Bùi Văn Đại. Bùi Văn Đại chính là giọng hát giành chiến thắng của song ca Dấu Mờ. Bạn đã nhận được 10 triệu đồng. Vậy là hai chúng ta đã xa lìa nhau. Một tình yêu thiết tha kết trong niềm đau. Đoạn trường nào đã qua đã khiến ta gặp nhau. Đến nay hóa ra biển sâu, chẳng thể nào còn trông thấy nhau. Lời nào anh đã trao đã trôi về đâu. Tình nào ta khát khao đã phai tàn màu. Chỉ còn lại trái tim cứ đau thật đau. Vết sao cứ sâu thật sâu. Nhưng vết sao tựa những thương yêu. Vì tôi đã dâng trọn hết trong người, cả xác thân và tâm linh hồn. Và tôi cứ yêu chẳng cần nghĩ đến vất vờ, vờ như đang đắm đuối trong mong mơ. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đùa với nhau như nước qua cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Thà không biết nhau từ phút ban đầu. Khi trái tim vẫn chưa ùa nhau và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Tại sao cứ yêu là cứ sầu, đùa với nhau như nước qua cầu, rồi oan trách nhau sao mình mãi mãi không gần nhau. Trái tim vẫn chưa ùa nhau và ta chưa xé nát tâm hồn nhau. Cảm ơn ca sĩ Hồng Gấm vì đã mang đến một tiết mục rất tuyệt vời mở màn cho chương trình đêm nay. Thưa quý vị, hãy cùng Khanh hướng mắt lên sân khấu để chào đón 8 người chơi ngày hôm nay. Xin mời!
quý vị, đó là 8 bóng dáng của các người chơi. Chúng tôi sẽ phát một đoạn ngẫu nhiên các giọng hát của các người chơi đã được thu âm sẵn, không có thêm một thứ tự nào cả. Các khách mời sẽ nghe các đoạn thu âm này để có thể ướm thử vào những bóng dáng trên sân khấu. Từ đó mình đưa ra quyết định mình lựa chọn người nào trong số 8 người chơi. Bây giờ sẽ là đoạn thu âm sẵn của các người chơi. Xin mời. Trời sáng mưa giông, cho mưa heo gió mèo cây cầu. Cha bắc qua sông để mẹ về, nước tuột nuột dây. Khi anh xa em sống, thôi không xô bờ. Khi em xa anh, đã chờ vờ. Nếu đã xem nhau như cả cuộc đời, yêu mình nghiền thôi yêu mãi không rời. Dù là cơn mơ bão xa, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ. Dữ vậy sao? Người ngồi đó còn có nghe tôi, tâm tình đầy vươn lên đắm đuối. Người đừng trách một kiếp cầm ca, con tầm nào không muốn vương tư. Người cho em từng giây phút nghi ngờ, đời cho em thành tương đã trở về. Hoàn hồn tất nắng hay vì em không hiểu được anh, dập tan bao yêu sáng lùi ta. Còn đời chờ chi anh không còn yêu em, nhưng em quá yêu đã cơn mơ tiếc nuối, vì em đã quá yêu anh. Oh, oh, oh. Yeah. Đã có thêm thông tin rồi đấy ạ. Nhưng mà có vẻ như chỉ có anh chàng trai ở căn phòng số 3 là có tinh thần hợp tác nhất. Không, em cứ cảm tưởng tất cả 8 giọng hát này đều của anh ấy. Đúng rồi. Lúc đầu em nghe bài đầu tiên em tưởng của bạn đó, em nói wow. Yeah. Xong bài thứ hai cũng của bạn đó luôn. Giọng nữ cũng bạn luôn. Thì chính ra bạn này là đang đánh lạc hướng mọi người á. Chứ em bây giờ mà em mà được chọn, em mở liền cái căn phòng số 3. Nghĩa là em sẽ chọn số 3 liền. Nếu em được chọn. Bây giờ Thanh sẽ bắt đầu lựa chọn nghệ sĩ đầu tiên. Và đúng là không ai khác. Anh Hoàng Bách. Trước hết anh Bách cho Khanh biết là hai bài hát mang đến đây là bài gì ạ? Bài đầu tiên sẽ là một bản hit của Hàn Quốc, rất là hit tại Việt Nam, bài Mãi Mãi. Anh Lâm Trường hát ở trong đám cưới của anh bài đó. À, một bài hát cũng rất ý nghĩa nữa. Thế còn bài thứ hai là gì ạ? Một bài hát của Võ Hoài Phúc, Vô Cùng. Vô Cùng, ca khúc nào cũng rất là tuyệt vời. Bây giờ Khanh rất muốn biết anh Bách sẽ hát bài nào trước. À, xin cho chọn hát bài quen thuộc trước đi. Mãi Mãi. Mãi Mãi, Forever. Yeah. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là phần lựa chọn của anh Hoàng Bách. Với 8 căn phòng, anh sẽ lựa chọn căn phòng số mấy? 10 giây của anh Hoàng Bách bắt đầu. Và mời anh Hoàng Bách nhấn nút. Căn phòng số 4, thưa quý vị. Bây giờ sẽ là tiết mục song ca đầu tiên trong đêm nay của ca sĩ Hoàng Bách với người chơi ở căn phòng số 4 và ca khúc Mãi Mãi. Tình yêu đó riêng cho em một đời mãi không quên. Bài hát tặng em mối tình khát khao, đời bao giông tố, đời
nhiều chông gai. Anh vẫn yêu tình yêu có em thôi, đến suốt đời. Đời bao buồn vui, ngày tháng đưa ta về đâu? Người ơi, nếu trong cuộc đời thiếu vắng một tình yêu, nếu trong đời anh thiếu em, từng đêm nhạc ru tiếng hát trôi vơi. Đời đã cho ta gặp nhau, từ nay trái tim hao gầy những tháng năm chờ mong. Biết chăng lòng anh đã bao ngày, người ơi xin lặng nghe lời con tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho một đời mãi không quên, bài hát tặng em mối tình khát khao. Đời bao giông tố, giông tố, đời nhiều chông gai, đời nhiều chông gai. Anh vẫn yêu tình yêu có em thôi, mãi mãi. Biết chăng lòng anh đã bao ngày, người ơi xin lặng nghe lời con tim anh muốn nói. Tình yêu đó riêng cho em một đời mãi.
giờ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả theo dõi trực tiếp tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi vừa song ca với ca nhạc sĩ Hoàng Bách. Nếu như quý vị chọn hãy nhấn phím A, không chọn thì nhấn phím B. Và 10 giây dành cho tất cả quý vị khán giả bắt đầu. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai vừa song ca với anh Hoàng Bách. Xin chào bạn. Xin chào bốn vị ban giám khảo, cũng như xin chào toàn bộ quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Hoàng Tùng. Hoàng Bách và Hoàng Tùng thưa quý vị. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Một cặp song ca mà như quý vị thấy trên sân khấu nó rất là ăn ý với nhau, nhưng họ không hề tập trước với nhau. Tất cả đều là sự ngẫu nhiên. Lần đầu tiên hát trên sân khấu bài hát này. Nhưng có thể nói đây là cái lần mà mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Tự nhiên cái ký ức của 17, 18 năm trước nó tự nhiên nó quay trở lại với mình. Mình mới nhớ lại lúc đấy mình đứng trên sân khấu như thế nào. Và anh Lam Trường hát tặng mình trên sân khấu hai vợ chồng mới cưới bài hát đấy. Cái cảm giác nhớ lại như thế nào. Lâu quá rồi. Bây giờ hôm nay cảm ơn Tùng rất nhiều. Cảm ơn ban biên tập chương trình. Giống nhận xét về tiếng hát của Hoàng Tùng luôn đi, cũng như là phần trình diễn vừa rồi. Phần thể hiện của anh á, cái tình cảm nó rất là dạt dào cảm xúc, nó rất là hay. Thế còn Kayo thì sao? Anh có thích màn song ca này không? Kayo rất là thích, lâu rồi Kayo không có nghe anh Hoàng Bách trình diễn live, mà phải nói là giọng hát quá khỏe, quá hay. Và một cái sự kết hợp giữa hai người tựa giống như là một cái phần trình diễn trên một cái sân khấu rất là chuyên nghiệp. Và Kayo thấy là em nên kiểu như là đi theo ca hát hay là tiếp tục rèn luyện thêm cái giọng hát của mình. Tại vì một người như em cũng sáng sân khấu và biết di chuyển cũng như là thể hiện cảm xúc rất là tốt trong một cái môi trường như thế này. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Theo Gió. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của một người nhạc sĩ. Đeo mắt kiến vào bởi vì hai anh em chói lòa quá. Và hôm nay thì hai anh em hát với nhau quá là tuyệt vời, quá là hòa quyện. Và mình cũng có cảm giác đây là một cái bài hát nó được vang lên ở một cái đám cưới thì nó sẽ thật sự rất là hạnh phúc. Một tràng pháo tay nữa dành cho tiếng hát của Hoàng Tùng. Thưa quý vị, bây giờ trước khi chương trình tiếp diễn, khách mời quý vị chúng ta cùng giải lao trong ít phút quý vị nhé. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Vậy bây giờ Khanh xin mời anh Hoàng Bách lựa chọn cho Khanh nghệ sĩ thứ hai. Bách sẽ chọn một bạn mà anh nghĩ là đang rất là sẵn sàng. Đó là vâng, chính xác ạ, Kayo York. Trước hết thì Khanh rất muốn biết anh mang đến chương trình ngày hôm nay hai bài hát gì. Hai bài hát mà Kayo đã chuẩn bị đó chính là bài Đừng Hỏi Em và bài Phố Xa. Wow, hai bài hát rất là quen thuộc. Anh sẽ hát bài nào trước ạ? Đừng Hỏi Em. Bây giờ Khanh mời anh Theo Gió bắt đầu lựa chọn căn phòng cho mình. Anh có 10 giây để suy nghĩ và nhấn nút. Bắt đầu. Mời anh nhấn nút. Căn phòng số 2. Bây giờ sẽ là Đừng Hỏi Em cùng với tiếng hát của ca sĩ Khao Giót và người chơi trong căn phòng số 2. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều anh vẫn không thể tin. Lúc anh đọc thư ấy, dòng viết yêu thương từ em là những xót xa trong anh. Em ngỡ đi thật xa để anh lại ngủ yên.
còn trách em vì sao giấc mơ tàn màu. Đừng hỏi em vì sao ngày đôi ta bắt đầu một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu. Giờ em như thế nào, đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Đừng trách em vì sao lặng im trong nỗi sâu. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Mình đã trên gối dòng viết yêu thương từ em là những xót xa trong anh nỡ đi thật xa để em mãi ngủ yên. Ngày tháng trôi qua thật mau, giờ chúng ta cùng xa nhau, em vẫn không thể tin xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Đừng hỏi em giờ sao, giờ em như thế nào. Đừng cố va vào nhau nỗi đau ngày nào. Đừng trách anh vì sao lặng im trong nỗi sâu. Mình có vui gì đâu nếu ta không còn nhau. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều em vẫn không thể quên. Lá thư nằm trên cuối dòng viết yêu thương từ trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại ngủ yên. Ngày tháng trôi qua thật mong, giờ chúng ta cùng xa nhau. Em vẫn không thể tin lúc em đọc thư ấy, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái vừa song ca với ca sĩ Kyle York. Các bạn có 10 giây, thời gian bắt đầu. Thời gian bình chọn đã kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả tại trường quay rất là nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với cô gái này. Xin chào bạn. Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép em gửi lời chào đến bốn vị ban khách mời và tất cả mọi người đang có mặt ở đây ạ. Em tên là Võ Thị Yến Phiên và hiện tại em đang là sinh viên của trường Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ạ. Xin chào Yến Phiên. Có phải ngày hôm nay bạn bị sao xuyến chứ anh Kyle không?
Tại vì khi mà nhìn bạn hát, anh cảm thấy bạn có cái gì đó rất là ấp úng. Dạ, nói chung là trước khi mà đứng trước một chàng trai nào đó mà đẹp như thế này thì không thể nào mà không xao xuyến được ạ. Ơi, trước đây thì Phiên đã từng là một thí sinh của một cuộc thi mà Trương có chấm cho cái cuộc thi đó. Và Phiên là một trong những người đi đến rất sâu ở vòng cuối cùng. Bạn là người tranh giải gần cuối cùng. Cho nên là khi mà cất giọng lên là mình biết ngay là người quen. Và chúc mừng Phiên, hôm nay em cũng tiếp tục thể hiện bản lĩnh của mình với Kyle. Cảm ơn chia sẻ của anh Hồng Gấm. Không biết ca sĩ Hồng Gấm cảm thấy như thế nào khi xem tiết mục này? Đây là một tiết mục rất là thành công. Cái ấn tượng ở chỗ nữa là anh Kyle lùi về hát bè để nâng cái giọng hát của bạn lên. Thì cái sự phối hợp này nó rất là ăn ý và cái hiệu ứng của nó rất là tốt. Chúc mừng. Và đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Dạ. Yeah. Anh Hoàng Bách có đồng ý không ạ? Lâu lắm mới nghe một giọng mezzo đẹp như vậy. Phải chúc mừng Kyle và em Phiên có một phần trình diễn tình cảm. Hai bạn rất tình cảm với nhau. Đây là một bài hát không có dễ để mà hát song ca. Yeah. Khi mình kết hợp với nhau lại còn chưa từng tập chung với nhau nữa. Cảm ơn chia sẻ của anh Hoàng Bách. Thưa quý vị, và trước khi tiếp tục chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với vài phút giải lao. Quý vị đã quay trở lại với song ca giấu mặt. Và bây giờ sẽ là sự lựa chọn của ca sĩ Kyle York. Xin mời anh. Hôm nay là Kyle xin được phép chọn Hồng Gấm. Vậy thì ca sĩ Kyle York đã lựa chọn nghệ sĩ tiếp theo là ca sĩ Hồng Gấm. Trước khi Hồng Gấm lựa chọn căn phòng cho mình thì bạn hãy cho chúng tôi biết hai bài hát của bạn là gì nhé. Bài hát đầu tiên là ca khúc Lâu Đài Tình Ái. Yeah. Và ca khúc thứ bài hai. Bài thứ hai là gì? Là ca khúc Ngày Chưa Giông Bão của nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh. Hai bài hát rất là hay. Em sẽ xây cái lâu đài tình ái trước. Okay, sau đó ý. Mình đủ yêu thương, đủ mạnh mẽ về tình yêu rồi thì bão nào cũng đi qua. Hay quá. Bây giờ sẽ là ca khúc Lâu Đài Tình Ái. Khanh rất muốn biết ca sĩ Hồng Gấm sẽ lựa chọn căn phòng nào. Bạn có 10 giây suy nghĩ và nhấn nút lựa chọn. Nhấn nút đi ạ. Căn phòng số 1. Lựa chọn đã được đưa ra và bây giờ sẽ là ca khúc Lâu Đài Tình Ái của ca sĩ Hồng Gấm. Đó là ca khúc rất quen thuộc Lâu Đài Tình Ái.
Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của người chơi. 10 giây dành cho quý vị khán giả tại trường quay. Bắt đầu. Thời gian đã hết. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với chàng trai này. Xin chào bạn. Dạ, em chào anh và chào tất cả quý vị khán giả đã có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Lần đầu tiên cho phép Phát Anh Quân xin được gửi tới tất cả quý vị đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay lời kính chúc sức khỏe cũng như lời chào thân thương nhất. Xin chào Phan Anh Quân. Hồng Gấm cảm thấy như thế nào khi hát chung với Phan Anh Quân? Dạ, em thấy ở đây có quá trời lâu đài tình ái luôn. Đúng ý của em rồi đúng không? Không biết cảm giác của ba khách mời ngồi phía dưới như thế nào? Cả hai làm nên một bản tình ca rất là ngọt ngào. Mong rằng lâu đài này không xây trên cát ha. Với những cái bài hát này chúng có một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Và khi mà thấy một cái cặp đôi mà đẹp như thế hát, nó làm cho mình rất là sướng. Cảm ơn các bạn vì những gì các bạn đã mang đến cho khán giả hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của anh Hamlet. Tiếp theo Thành muốn nghe chia sẻ của anh Kyle. Kyle đã từng nghe bài hát này rất là nhiều rồi. Hầu như là đi đâu, đám cưới nào người ta cũng hát bài này. Quá nhiều phiên bản đúng không anh? Đúng rồi, nhưng mà hôm nay là Kyle thấy là với cái sự kết hợp của hai người, là Kyle thấy đó là một cái bài hát giống như mình được nghe lần đầu tiên á. Tại vì hai người đã ăn ý và kết hợp quá tuyệt vời. Cảm ơn chia sẻ của anh Kyle. Thế còn Hoàng Bách thì sao? Thực sự đây là một cái giọng hát rất là đẹp. Hát chắc chắn. Tất nhiên khi hát với Gấm thì yên tâm rồi. Hai bạn hát đều rất là chắc chắn. Cho anh hỏi cảm xúc của Hồng Gấm và Phan Anh Quân luôn. Lần đầu tiên mình hát với nhau, nó như thế nào? Em cứ nghĩ rằng là bài này thì em phải song ca với một ai đó là nam. Tại vì cái tông nó quá là cao. Giọng chị Gấm thật tuyệt vời quá. Và trước khi chúng ta đến với những giây phút tuyệt vời tiếp theo trong chương trình hôm nay, khán mời quý vị chúng ta sẽ đến với vài phút giải lao. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với Song Ca Giấu Mặt. Bây giờ sẽ là tiết mục cuối cùng. Tôi xin mời học sinh Hamlet chưa đứng dậy chuẩn bị trả bài. Ngày hôm nay không biết em mang đến chương trình hai bài gì? Em mang đến chương trình này hai bài hát. Bài hát đầu tiên là của một người nhạc sĩ mà em rất là quý mến ở trong nghề là anh Võ Hoài Phúc. Đó là bài Ta Còn Thuộc Về Nhau. Và bài hát thứ hai là một sáng tác mà có thể nói là một trong những cái bài mà có rất nhiều kỷ niệm với em trong kho sáng tác của mình, là bài Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới. Anh Hamlet sẽ chọn bài nào để hát trước? Mọi người muốn mình hát bài nào trước? Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới đúng không? Vậy mình chiều khán giả ha thầy ha. Bây giờ sẽ là 10 giây để anh Hamlet Chương suy nghĩ và đưa ra quyết định. Mời anh nhấn nút. Anh đã lựa chọn căn phòng số 6. Bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức một sáng tác rất quen thuộc của anh Hamlet Trường, ca khúc Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới. Xin mời quý vị. Chiều vắng bước chân tôi.
Sài Gòn lắng nhau là mình, kẻ ở người đi lối vô tình. Chiều vắng bước chân tôi, tĩnh lặng bước trên con đường. Một người mới vừa qua, hình dáng thân thuộc yêu thương. Người mới bước bên em, đôi bàn tay đang sao tim bồi hồi. Người yêu cũ có người yêu mới, tôi đứng yên nhưng lòng tôi rối. Người yêu cũ có người yêu mới, bước bên nhau đoạn đường đi tới. Người ta thấy đến tôi bên anh, thấy đến tôi yêu anh, thấy đến tôi quan tâm về anh. Người yêu cũ có người yêu mới, bước qua tôi sao tim bồi hồi. Người yêu cũ là ca khúc Người yêu cũ có người yêu mới. Một tràng pháo tay nữa thưa quý vị. Và bây giờ sẽ là thời gian để cho tất cả quý vị khán giả tại trường quay bắt đầu bình chọn cho tiếng hát của cô gái này. 10 giây bắt đầu. Quý vị khán giả tại trường quay rất nhiều, thời gian bình chọn đã kết thúc và chúng tôi sẽ tạm thời giữ bí mật con số này. Bây giờ hãy cùng Khanh làm quen với cô gái đang mặc một chiếc đầm rất là bí ẩn. Em chào anh, em chào anh Hà Nói Trương và chào các anh chị bên dưới và các khán giả đang có mặt tại trường quay ạ. Em xin tự giới thiệu thì em tên là Quỳnh Như. Dạ, và hiện tại thì em đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của bạn là gì? Công việc chính của em là nhà sáng tạo nội dung về thời trang và idol live stream ạ. Wow. Xin chào Quỳnh Như. Dạ vâng. Thế thì ca hát chỉ là niềm đam mê? Dạ đúng rồi. Tại trước đây thì em có theo đuổi âm nhạc nhưng mà hiện tại thì em lùi về sau nên là em sẽ hướng về thời trang nhiều hơn là ca hát. Bạn có nghĩ là hôm nay bạn sẽ song ca ca khúc này với chính tác giả không? Dạ không, chưa, em chưa bao giờ nghĩ tới. Bây giờ Khanh muốn nghe nhận xét của ba vị khách mời sau khi thưởng thức phiên bản Người yêu cũ có người yêu mới lần đầu tiên trên song ca giấu mặt. Cái giọng của bạn á, thì thực sự nó rất là đặc biệt, không có xen lẫn vào ai được hết. Ví dụ bạn cất giọng lên là biết, ồ đây là Quỳnh Như. Thì mình nghĩ là bạn nên, mình vẫn có thể làm song song hai công việc mà. Và Gấm tin là bạn cũng sẽ hạnh phúc khi làm điều đó. Chúc bạn sẽ thành công trong tương lai. Cảm ơn chia sẻ của ca sĩ Hồng Gấm. Khanh muốn nghe chia sẻ của anh Hoàng Bách. Cái đầu tiên là phải chúc mừng hai anh em tìm thấy nhau, hai bạn tìm thấy nhau. Đây là một bài hát rất là nhiều cảm xúc, và nếu cái giọng hát nó chỉ thiên về một cái yếu tố nào đó mà thiếu đi cảm xúc thì sẽ không thể hát được cái bài hát này. Hôm nay em làm rất là tốt. Thực sự cái sân khấu này, cái bài hát này đúng thực là dành cho em. Và phải chúc mừng Hamlet Trương là tìm được thêm một người hát bài hát của mình hay nữa. Anh đánh giá em là một người rất là sáng tạo, tại vì em làm về thời trang và em đã thổi hồn vào bài hát này cũng rất là hay. Bài hát này tựa giống như một cái bài hát rất là nhanh, nên thật ra là nó đòi hỏi mình phải có nhiều cảm xúc đổ vào đó, và đặc biệt là mình phải rất là nhanh về cái lưỡi của mình để mà mình rõ lời và mình có thể xử lý cái bài hát này. Và anh nhận thấy em đã làm cái điều đó rất là tốt. Cảm ơn anh Kayo rất nhiều. Tính cho đến thời điểm này, Khanh xin được tiết lộ một thông tin rất là hấp dẫn. Có một người chơi trong số 4 người chơi đã nhận được
93% là phần trăm bình chọn của khán giả tại trường quay.